anh hiệu hồn bảo hai chó gái ra đây. Ba con chó gái này ra không quỳ trước mặt xin lỗi em này. Em cho biết nó là ai luôn. Thế bây giờ nếu mà nó không quỳ thì mày làm gì đó? Rồi anh này, ý anh bây giờ anh như nào? Hiện tại em đang đi chơi. Rồi anh như nào đó? Ông cho đây, anh cho đây, nó chứng em. À, mày đang thách thức tao phải không? Em thách thức mày luôn đấy. Anh đang dạy bắt kiếm hay để làm gì? Để đánh nhau. Mình nhau với ai? Tao đánh nhau với mày. Được chứ, mày vừa thách thức bố mày cơ mà. Không có lửa, không có khói. Không có làm gì em. Hả? Đánh luôn. Hoàng Dũng chào em nhá. Vâng, chào tất cả các bạn. Rồi, anh chào mọi người nhá. Đấy, ok nhá. Thì sáng nay mình có đi có việc ở dưới Hải Dương, mình vừa về đây. Đấy thì nghe thằng Công nói chuyện với Hoàng Anh nói chuyện bảo là sáng nay là gặp thằng Long em ở đường. Đấy thì mấy anh em nhìn cay quá, nhìn ngứa mắt quá anh ạ. Thì có đánh Long em phải không? Đúng rồi. Không phải ngứa mắt anh ạ, mà là như này. Em cay nó là cái vụ là hôm qua. Nhớ không? Anh gọi ông Hoàng Anh ra nói chuyện. Mà bây giờ nó ra em là dám chửi anh Hoàng Anh thế. Đấy, hôm qua là vụ việc thì anh biết đấy. Thì đêm qua em mới biết. Anh hiểu không? Đêm qua em mới biết, xong rồi em đi bảo là sang tận nhà Long em từ đêm qua rồi, nhưng mà anh cản thôi. Nhưng hôm nay ấy, có thằng em nữa, xong nó bảo thế bây giờ ông Hoàng Anh cũng cay. Thế em đứng mẹ từ đường, em đợi ông ta em đánh luôn. Làm gì việc thì ấy làm gì cả. Đấy, còn mình nói với anh Công ngay từ lúc đầu tiên rồi. Đấy. Đây, nó gọi mình đây. Nói đi. Alo. Nói đi. Mày đang nói chuyện với ai? Ý anh bây giờ là thế nào? Bây giờ anh cho công ra cho của nó tao úp em là như thế. Lý do gì mà mày bảo là tao bảo của nó tao úp mày? Chả đéo ai bảo. Em nói anh này, chỉ quạnh thôi, em có thật. Bố mày nói này, bố mày vừa đi Hải Dương, bây giờ về đây. Anh đừng nói, nói anh. Bây giờ em nói anh này, còn thằng Hải Dương ấy, và cái đặc béo biết thằng học viên mới của anh ấy là với lại thằng Công, với em nói anh này, tất cả hôm nay đánh em ra, em nói anh này không có lửa thì nói mà anh không bảo chúng anh làm gì có chuyện từng con đánh em. Tao nói luôn này, mày nói câu không có lửa làm sao khói đúng đấy. Thế lý do tại sao ông Hoàng Anh ông không làm gì mày mà mày đánh ông ý? Mày giải thích ra một câu đi. Ý anh là như thế nào? Có phải là anh cho người ta đánh em không? Bố mày nói luôn này, bố mày thích, bố mày đánh thẳng mặt mày luôn chứ làm sao không phải gọi người. Được chưa? Bố mày, anh là người mà cho người ta đánh em phải không? Bố mày nói này, bố mày thích thì bố mày đánh thẳng mặt mày, hiểu chưa? Còn bố mày nói luôn này, cái gì con cho chuẩn, hiểu chưa? Mày đánh người khác thì sẽ có người khác đánh mày, thế thôi. Còn mày bây giờ mày muốn gì? Bây giờ em nói này, anh hiệu hồn bảo hai chó gái ra đây. Ba con chó gái này ra không quỳ trước mặt xin lỗi em này. Em cho biết nó là ai luôn. Thế bây giờ nếu mà nó không quỳ thì mày làm gì đó? Rồi anh này, ý anh bây giờ anh như nào? Hiện tại em đang đi chơi. Rồi anh như nào đó? Ông cho đây, anh cho đây, nó chứng em. À, mày đang thách thức tao phải không? Em thách thức mày luôn đấy. À, ok, được. Mày ở đâu? Mày ở đâu để bố mày ra? Thế tao hỏi mày này, hôm nay mày bị chúng nó đánh như thế có đau không? Có cay không? Tao hỏi mày hôm nay mày bị chúng nó đánh có cay không? Mày đừng có chửi. Mày đánh người khác thì người khác đánh lại mày thôi, mày hiểu là như thế nhá. À, nó bỏ qua thì mày làm gì? Bây giờ mày ở đâu để bây giờ để tao đưa bọn nó ra? Em đang đây, em nói trước mày nè. Nếu mà ra đây, bản lĩnh là một thằng nào đâu này. Đánh được phải đánh chết, nếu không đánh chết đi. Đừng có. Được, ok. Đừng đấy, mày đừng đấy, tao ra luôn. Đứng yên đấy. Mày đứng yên đấy. Đi mày cầm dậy. Cầm hết đồ ra. Còn lại em chọn này. Bản lĩnh đánh chết luôn. Rồi, anh cầm hai cái này không? Đây này. Đây này, để hôm nay mới
nó bắt là nó bảo là tao phải dẫn hai mày ra quỳ xin lỗi nó. Để đánh nhau. Mình nhau với ai? Tao đánh nhau với mày. Được chưa? Mày vừa thách thức bố đấy cơ mà. Hả? À? Mày thách thức như nào? Mày vừa gọi điện tao, mày thách thức cả tao mà. Mày bảo bản lĩnh mày ra đây gặp mày cơ mà. Bây giờ ý anh là như nào? À, tao gọi ý mày như nào? Mày gọi điện tao ý mày như nào? Ý em ơi, bây giờ là hai thằng này hôm nay là anh em. Hay thằng nào? Thằng nào? Chỗ chỉ tặng mặt mày luôn, tặng công. Ừ. Chỉ mặt công à? Như đấy thì nói hẳn. Và thằng này, em biết nó là thằng nào luôn. Ừ. Chỉ biết ai này là anh em thế thôi. Ừ. Còn bây giờ ý anh định giải quyết như nào? Không biết nó là thằng nào. Em nay không quỳ chân xin lỗi em á. Bố cho mày biết luôn. Mày định làm gì? Ăn thịt nó thì ăn thịt luôn nó ra cái. Đây người đây ăn thịt luôn tao cái. Mày bản lĩnh thì mày ăn thịt luôn nó ra cái. Nếu mày bản lĩnh ấy, cổ gãy solo với tao. Hiểu không? Còn đây tao nói luôn này. Mày là em tao từ trước giờ. Nhưng từ ngày hôm qua là mày đéo còn là em tao nữa rồi. Mày hiểu chưa? Bởi cái loại mày ấy, mày sống như nào? Hả? À? Em chả sống như nào cả. À, mày sống đúng quá thì tao đéo coi mày là em tao nữa, được chưa? Anh đừng nói câu đấy. Còn ấy, tao nói luôn này. Lý do tại sao ông này ông đánh mày thì mày em biết rồi. Em này. Nha. Thế thằng Dương đâu? Thế thằng Dương đâu? Thằng Dương ở đâu tao không còn biết, được chưa? Nó cùng một thằng nữa. Tao không còn biết thằng Dương nào hết. Nhá, tao vừa đi từ rồi. Ý anh nói, tao vừa đi Hải Dương về đến đây. Được chưa, tao nghe thằng Công nói chuyện. Thì lúc mày gọi điện tao là tao vừa ở đây xong, tao vừa vào xong. À, còn tao nói luôn này. Mày kêu là không có lửa thì làm sao có ấy. Đúng rồi đấy. Mày không đánh ông ý thì làm sao ông đánh mày. Đây bây giờ em nói anh này. Chúng nó không đánh em không ở đánh nó. Mà chúng nó không sai, em đéo vào đầu với nó. Ai sai? Việc của mày à? Bởi vì việc của em đây. Đúng rồi, việc của em. Ừ, việc của mày thì cũng là việc của ông ý. Được chưa? Thổ luôn bây giờ. Thế bây giờ ý định ai mà mày thích nhau? Hôm nay mày ý định mày gọi bọn tao ra đây để làm gì? Để làm gì? Bởi vì bố mày thích gọi chúng mày ra đây hôm nay phải quỳ xin lỗi bố mày. Quỳ xin lỗi gì? Nếu mày bản lĩnh ấy, bỏ gậy ra. Ê, ý nói, ý nói. Bỏ gậy ra, bố hỏi này. Bố mày hỏi này. Bố mày hỏi này, lý do tại sao anh em ta phải quỳ? Bởi vì chúng nó sai. Sai với ai? Sai với em, thế thôi. Tao nói luôn này, mày đéo đủ tuổi, mày hiểu chưa? Được chưa? Mày đéo đủ đẳng cấp để hai thằng nó phải quỳ trước chân mày, nhá. Thế là ý đó, bây giờ thế nào? Mày quỳ đúng không? Đây, tao quỳ cho mày nhá. Ờ, mày im! Mày để im, tao nói chuyện nốt nó không? Mày thích làm gì mày làm, được chưa? Như nào? Còn mày thích nói chuyện đúng sai với tao ấy, được chưa? Ông ấy không làm gì mày, mà mày đánh ông ý trước. Ngay cả hôm qua tao với ông ấy ra nói chuyện mày với ông Văn Quỳnh. Mày bảo là tao dỡ mày ra đánh mày. Đúng chưa? Ông có đưa được đánh mày không? Hay là mày lao vào đánh ông trước? Hả? À? Mày em đéo biết đúng sai, chỉ biết là bây giờ không có lửa, không có khói. Không có làm gì em. Hả? À? Đánh luôn. Bố mày nó sai luôn. Cổ nó sai luôn. Mày thích bố mày sai ấy. Bố mày sai. Mày thích không? Hả? Bố mày thích đi. Mày nói nhiều này. Tao tưởng bản lĩnh chúng mày đến đâu? Nói nhiều. Nói nhiều. Anh có phải gọi để em. Để em. Mày muốn tao không? Hả? Để em. Nếu mày muốn tao không? Hả? Mày muốn để bố cho luôn. Mày muốn tao? Bản lĩnh đi. Mày muốn tao? Hả? Hả? Mày thích như nào? Bố ơi hỏi một câu mày muốn
anh không thôi. Bây giờ nếu mà anh là một người bản lĩnh, anh bỏ gậy ra. Bản lĩnh đây. Được chưa? Bố với nhà nói luôn mày, mày thích em nói chuyện phải trái. Bố mày nói chuyện phải trái mày nhá. Còn mày thích hổ báo ấy, bố mày chơi với mày luôn. Được chưa? Con chó này. Mày... Ba. Nghe này bố lấy vợ này, bố cảnh cáo mày nhá, chó nhá. Nhớ đấy. Ba. Còn mày gọi được bao nhiêu thằng đây? Hiểu chưa? Mày gọi được bao thằng đây, bố mày chưa biết hết. Nhá. Không nhá. Nhớ chưa? Mày hết chưa? Còn mẹ à mày nữa. Thách thức bố mày. Bố mày đã đéo thèm nói gì rồi. Đã động bố mày thì mày xong con mẹ mày luôn. Mày xem cái này nó gọi được ai? Ai gọi Văn Quỳnh? Bố mày cho mỗi thằng viên đạn xong 35.000 hết. Anh em hiểu không? Thằng chó này nó thích nói chuyện phải trái. Mình cũng nói chuyện phải trái nó. Xong rồi nó ngang nó bảo là thằng nào đánh nó thì phải quỳ xin lỗi nó. Nó là cái gì? À? Mày chả là cái đéo gì hết, xong em hiểu không? Mày ra ngoài xã hội mày chỉ áp cát, hiểu chưa?